bạn. Nhưng mà bữa nay 4 tuổi, bữa nay 5 tuổi, bữa nay sẽ làm tính cú mã. Bạn cùng theo dõi nha. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tập là lính cứu hỏa. À, có chung báo động kìa, mình đi thôi. Lấy dụng cụ đi nuôi đi. Trời ơi, mình gặp nhanh quá, mình gặp nhanh quá à. Trời ơi, con sắp té rồi chú ơi, con sắp té rồi chú ơi. Yippee. Bây giờ mình phải tắt chung báo động nè. Tiếp theo phải mở cửa ra, bỏ dụng cụ vào. Nặng quá à. Tiếp theo là cái kìm nè. Rồi cưa máy nữa. Giờ mở cửa lên. Lái xe là đi thôi. Đầu tiên mình phải cứu các nạn nhân ra trước. Yeah, một bạn rồi. Bên kia cũng có nữa kìa chú ơi. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi bạn. Không sao đâu. Nhảy xuống đi bạn. Yeah, cứu xong rồi. Giờ dập tắt mấy ngọn lửa thôi. Ở bên trên đó chú. Bình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy, ngươi chạy như bay, khắp quanh đường phố, nhà nào bốc lửa, ngươi dập tắt ngay, ai gọi cứu hỏa, có ngay, giờ sẽ tập bài thơ xe chữa cháy cho các bạn nghe nha. Bình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy, ngươi chạy như bay, khắp quanh đường phố, nhà nào bốc lửa, tôi dập tắt ngay, ai gọi cứu hỏa, có ngay.